Vâng, chia sẻ cho quý vị các bạn một phương pháp ghép rễ để nuôi được một cái rễ già, mà khi mình đi làm thì mình thấy những cái rễ già mà phù hợp với cả những cây đang thiếu bệ rễ thì có thể là dùng cái phương pháp ghép rễ để đỡ tốn thời gian và đạt được theo ý mình mong muốn nhất. Trước mắt quý vị các bạn đây là mình dưỡng cũng có thể là chia sẻ cho quý vị các bạn một cái rễ mà nó rất đẹp, nó già. Mình dưỡng sẽ ghép vào một cái bệ của một cái cây đang thiếu rễ cho quý vị xem. Ok, đây quý vị các bạn mà biết đây là một cái rễ bạch bẹ rất đẹp, đường chạy thân, và mình ghép vào một cái bệ nó thiếu của cái khu vực rễ này, ghép vào như này thành một cái rễ móng này rất đẹp. Chính vì thế là đây mình sẽ ghép vào khu vực này, ghép để làm sao cho khít, thì mình ướm làm sao cho khít và mình xẻ hai cái mang bụng khít vào nhau. Ok, và mình nhớ là khi mình lấy rễ thì mình cố gắng lấy cái cả rễ tôm của nó và lấy mỗi đất của nó để làm sao rễ nó có cái lượng dinh dưỡng nó sống được. Đây như thế này là nó sống cho khoảng mấy tháng, khi mình ủ rễ thì nó kịp thời cái rễ kia nó cấu kết vào nhau và nó sinh trưởng được. Okay. Rồi tiếp đến Minh Dượng sẽ sấn cái bệ, sấn những cái đường này để lắp ghép cái rễ vào. Rồi sấn cái đường này và để lắp ghép cái rễ cho khít vào. Vâng, sau khi đục và ghép thì chúng ta nhìn thấy đường mép như này. Đây, rồi mình sẽ ghép sát đường này vào khít mít. Và chỉ vài tháng sau là có thể là rễ đó sẽ đùn vào nhau và nó ăn dinh dưỡng vào nhau. Ok, vâng, thế là Minh Dưỡng đã ghép xong một cái rễ và một cái thân cây bệ rễ của cây mà đang thiếu thiếu rễ. Đây quý vị, cả một khung này thiếu rễ, Minh Dưỡng rễ ghép một cái rễ quầm móng rồng ra đây. Đó là cái rễ này rất già, nó để mà được như này để 5-6 năm cái rễ mới được như này. Để tận dụng cái rễ này thì mình nên có thể ghép như thế này. Đây cái đường ghép khít này các bạn, có lẽ là tôi không nhìn thấy đâu. Ok, cố gắng ghép được càng khít càng tốt. Chia sẻ thêm, sau khi ghép được xong mình còn một phần đất của nó, cố gắng để những cái rễ tơ ở phần đất của nó. Thứ hai là mình sẽ lấy xỉ than đập nhỏ ra, cho khoảng 80% xỉ than và 20% cát vàng trộn vào nhau, và mình đổ vào để nuôi giữ ẩm cho cái bộ rễ này, và để cho những cái đường thân rễ nó được có đủ độ ẩm. Hai nữa là nó đạt được những nó kích thích rễ phát triển thêm. Ok các bạn, nếu bạn nào cầu kỳ nữa thì theo mình nghĩ thì mình chia sẻ luôn là có thể lấy một cái cây cái cành cây, đây là giống như cây này, cái cây này sau đó là mình ép nó vào cái đầu rễ này, ép nó ra giữa cái da này và da này, hai cành cây ép vào nhau để làm gì, để tạo cho nó sau này nó gắn liền với nhau và nó có luôn cành cây, khi gắn liền thì lá nó hút chất dinh dưỡng lên, nó đủ để nó nuôi và đồng thời làm một nhiệm vụ là nhanh liền hai cái sẹo này vào nhau. Ok, giả dụ như cái cành cây này tới đây Minh Dưỡng sẽ nhả nó xuống, khi nó dài ra nhả nó xuống và lấy dây buộc sát hoặc là lấy đinh ghép sát vào đây, là
có thể là cái rễ này ok. Bởi vì trong nguyên tắc cái rễ già này như này thì mình dưỡng nó tốt thì nó có thể sống được 5-6 tháng không chừng. Thì 5-6 tháng đó là nó đã cấu kết được là cái này là ok, cái rễ này là sẽ sống và sẽ đẹp để phát triển. Mất độ khoảng hơn 1 năm là sẻ phát triển bình thường. Ok. Chia sẻ quý vị các bạn học hỏi kinh nghiệm một chút về cá nhân Minh Dưỡng nghĩ và Minh Dưỡng làm. Minh Dưỡng đã làm được vài cái và nó thành công. Ok. Và mình nên lấy cái giấy bóng này mình phủ để làm sao nhất là được, nó tránh được cái mưa gió và tránh được cái nước mưa thì vào đây chất axit là không tốt, đảm bảo được cho cái cây cũng như đảm bảo độ ẩm cho cây thêm. Và khi đặt lên ở trên này chúng ta có thể là đặt một cái bao tải lên hoặc cái rẻ lên để lúc nào cũng cái khu vực này đảm bảo được cái độ ẩm của cây, nhưng mà cũng vẫn phải để cho thông thoáng, bít quá nó cũng không được. Ok. Chào mừng các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi chương trình mới nhất. Hãy like và share để lan tỏa tình yêu quê hương. Hãy bình luận để thể hiện quan điểm cá nhân của bạn.